quay trở lại với channel. Một số anh em hỏi mình giống như là trước khi vào game thì chúng ta nên chú ý những cái gì và có những cái gì chúng ta nên thay đổi. Thì video này mình sẽ nói về các mẹo trước khi vào một trận đấu, các bạn nên làm những gì để cho cái tỷ lệ trận đấu chúng ta cao hơn. Đấy, thì mình sẽ chỉ một số mẹo và thủ thuật. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên á, chúng ta phải coi phong độ của cầu thủ. Cái phong độ của cầu thủ nó quyết định khoảng tầm 30% cái tỷ lệ thắng của các bạn. 60% nữa là trình độ của các bạn. Và 10% nữa khi các bạn đã online. Đó là mạng. Cái này quan trọng là các bạn. Đấy, ok. Đó là phong độ. Thì trong hộ chúng ta nhấp vô thằng người vòng tròn đây. Chúng ta sẽ thấy phong độ. Thì phong độ màu xanh trở lên thì chúng ta nên đưa vào. Đấy, chúng ta nên đưa vào những phong độ màu xanh. À, màu xanh mà mũi tên thẳng lên á thì phong độ nó là đỉnh cao rồi, nên tốt nhất á. Thì vì sao mình nói là 30%? Khi các bạn phong độ cầu thủ cao trong cái trận đấu đó thì cái tỷ lệ của cái chỉ số trận đó, chẳng như tỷ lệ chỉ số ảo, nó sẽ bốc lên một chút xíu nữa. Ok, đó là điều đầu tiên. Cái thứ hai chúng ta cần lưu ý ở đây là các bạn phải kiểm tra xem các bạn đã cài đặt bẫy nhiệt vị với lại là thay người tự động chưa. Thì chúng ta vào hình logo này, sau đó chúng ta vào auto play setting. Đây là hai cái. Cái dòng đầu tiên hiện tại đang off. Thì dòng này có nghĩa là nó sẽ thay người tự động. Giống như cầu thủ phong độ yếu hoặc là cầu thủ đá dở trận đó thì tự động nó thay, hoặc là cầu thủ hết thể lực thì tự động nó thay. Ở đây chúng ta có ba chế độ, một là very late, blend và very early. Thì very late là có nghĩa là rất trễ, là có nghĩa là 80-90 nếu mà có bóng biên thì nó mới thay. Đó là về đây, bạn thấy cái mũi tên màu xanh tích đó. Đó. Cái thứ hai là plan. Thì cái này là bình thường, dạng như là có thể là hiệp 1 nó cũng thay và có thể là sang hiệp 2 cũng thay. Thì chế độ là chế độ bình thường. Chế độ thứ ba, VDLI. Thì VDLI này nó sẽ thay sớm. Chẳng hạn như hiệp 1 cầu thủ nó đã tệ quá thì tự động nó thay. Và đầu hiệp 2 nó sẽ thay ngay. Thì xem các bạn có bật cái chế độ tự động thay người chưa, nếu các bạn thấy cái này nó bị như mình đó, mình hay để nó là plan. Đấy. Cái thứ hai của cái mục auto play setting này đó là offset cap. Có nghĩa cái mục này á hiện tại giờ nó đang off này. Đó, xanh là nó on. Đây là nó off. Có nghĩa là cái mục này có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó sẽ bật nhiệt vị. Nếu các bạn cái này rất là hay nha. Khi mà bạn trận đấu mà bạn không bật cái này á thì cái hàng hậu vệ của bạn nó bật nhiệt vị kém lắm, chứ các bạn bật nó bật nhiệt vị rất là tốt. Đấy, thì cái chú ý này là cái chú ý thứ hai. Cái chú ý thứ ba á, chúng ta hãy nên kiểm tra cái màu áo của hai đội, mình và đội đối phương, xem nó có trùng nhau hay không. Nếu trùng nhau thì các bạn hãy đổi, nếu không trùng nhau thì thôi. Nhưng mà nhiều lúc chẳng hạn như các bạn đá Bayern Munich với Arsenal, hai màu đó đều là màu đỏ, thì khi vào trận đấu hai màu đỏ thì các bạn sẽ không biết cầu thủ của bạn ở đâu và các cầu thủ của đội bạn ở đâu, rất là khó chịu. Thì chúng ta sẽ vào cái bánh xe đó, đó. Đây bánh xe này, đây chúng ta vào cái móc đó, cái móc. Thì ở đây các bạn thấy home là màu đỏ, way là màu xanh. Đấy, ví dụ như mặc định của nó là màu đỏ, Arsenal màu đỏ và away của nó màu đỏ thì các bạn đã rất là khó. Thì nếu như ở đây là màu đỏ, các bạn thấy tích chữ V á, thì ở đây chúng ta nên chọn màu xanh. Hoặc nếu các bạn muốn đội của người ta màu đỏ thì các bạn nên chọn của bạn là màu vàng. Đấy, cái home quay này rất là quan trọng. Mình đá nhiều rồi, lâu lâu mình bị dính, mình thấy ức chế đá giống như hai thằng màu đỏ, hai thằng màu vàng, không biết cầu thủ ở đâu, đó loạn xạ luôn. Đấy, đấy là điều thứ hai mình nên lưu ý. Cái điều thứ ba rồi, sau đây các bạn, cái điều mình mới nói xong là cái điều thứ ba chúng ta nên lưu ý. Cái điều thứ tư chúng ta nên lưu ý là chúng ta xem mình đã chọn cái chế độ cầu thủ nó phòng ngự chưa. Cái này nó có một cái mục là nó cho các bạn chọn ba vị trí. Thứ nhất là phòng ngự thì ba thằng đó nó luôn luôn phòng ngự khi đội bạn sút phạt góc, hoặc là nó luôn luôn tấn công khi mình sút phạt góc. Thì chúng ta vào cái logo Arsenal này, chúng ta vào inbound position đây, cái 1 2 3 từ trên xuống dưới có cái lá cờ đó, chúng ta nhấp vào đó. Thì ở đây chúng ta bấm auto setting, đầu tiên bấm auto setting đó, rồi các bạn xem một lượt đội trưởng là Ramos này, phạt góc này là ai này, phạt góc trái hoặc góc lại là ai này, sút dài là ai này, sút ngắn là ai, và Benti là ai. Nếu các bạn có thể thay đổi cái này tùy thích các bạn, ví dụ như mình Salah là Benti nhưng mình không thích, mình nhấp vào nó và mình xem chỉ số ở đây ai là sút Benti cao nhất. Đấy, chẳng hạn như Ronaldinho sút Benti đấy, mình sẽ chọn đây. Cái mà mình nói các bạn là set ba vị trí là ở đây, attack 1, attack 2 và attack 3. Thì hầu như mình đó, hầu như các bạn chơi hai tiền đạo á thì một sẽ có một tiền đạo trái và một tiền đạo phải, đúng không? Đấy, thì cái tiền đạo trái á
luôn luôn là về phòng thủ khi các bạn khi đội bạn đá phạt góc đấy, thì mình sẽ xét thằng đó chẳng hạn như ở đây là đấy Cruz, thì mình sẽ xét thằng đó nó về phòng ngự, và khi tham gia tấn công thì nó luôn luôn có mặt ở đó. Còn cái thằng tiền đạo bên tay phải là nó luôn luôn gọi là thằng đó là thằng tiền đạo cắm đó. Rồi và mình xét hai thằng hậu vệ đấy, thì khi thủ rồi mình sẽ nói cho bạn đây này, mình mới nói thì cái thằng giống như thằng không biết này nó luôn luôn cắm và nó không bao giờ nó về để phòng ngự. Cái thằng Cruz này vị trí bên này này thì nó luôn luôn về phòng ngự đấy, giống như nó là một tiền đạo mồi vậy đấy. Thì chúng ta hãy xét đó và chúng ta hết hai thằng hậu vệ, thì hai thằng hậu vệ cái tỷ lệ đến đầu của nó rất là ghê, rất là cao đấy. Ok thì chúng ta đã thấy bốn mục, thì còn một mẹo nữa thì chúng ta vào game mình sẽ chỉ cho các bạn thấy cái chỗ này. Cái mẹo này á, thì chúng ta làm ở bên ngoài cũng được, có nghĩa là chúng ta set tin bên ngoài rồi nó sẽ mãi mãi đấy. Thì cái mẹo này là mẹo soạt tự động, hợp lý lắm các bạn. Bạn nhìn thấy những lúc các bạn đá trận đấu mà tự nhiên bạn thấy nó soạt, đó không phải là thằng đó nó soạt đâu, nhưng mà nó tự soạt tự động, là thằng cầu thủ đó nó thấy thứ nhất nó thấy nguy hiểm, hay nó thấy bóng có thể vô được là tự động nó soạt soạt rất là điều nghệ, bạn hiểu không? Rồi các bạn vào Grand Setting này, cái răng cưa này có cái giống như cái vô lăng của cái tàu á đó, Grand Setting, thì ở đây soạt tự động nó là Auto Sliding. Các bạn đếm này, vòng dòng thứ nhất đấy, các bạn thấy cái vòng tô đậm không, vòng thứ hai, cái thứ hai, cái thứ ba đấy, và cái thứ tư đây, cái tô đậm này auto sliding này, thì các bạn để cho mình nó là assisted, có nghĩa là nó sẽ tự động đó. Hiện tại đang tích chữ V đó, đây bạn thấy cái nền màu đen đó, nếu các bạn chọn cái semi auto thì nó sẽ hên xui, có nghĩa là có lúc thì nó soạt, có lúc thì nó không soạt, nhưng các bạn để assisted này là nó cảm thấy nó soạt được là nó soạt liền đấy, nó soạt thì soạt là con dao hai lưỡi. Nhưng mà mình thấy phiên bản 20 này nó khôn lắm, soạt ok, còn phiên bản 19 đó soạt phát là ăn ngay penalty, hoặc là ăn ngay sút ngoài vòng 10, 16m50, hoặc là ngoài vòng cấm địa là quất là thua ngay những trái ức chế. Nhưng mà năm phiên bản này nó cột định, nó sạc ok, thì mình vẫn để nó auto. Thì video vừa qua mình vừa giới thiệu cho các bạn đấy những cái mẹo và cái thủ thuật chúng ta nên biết, cần biết để trước khi vào trận đấu chúng ta có kiểm tra và chúng ta có thể tỷ lệ trăm thắng của ta rất là cao. Thì nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích cho các bạn thì hãy cho mình một like video và một subscribe để ủng hộ kênh. Và các bạn hãy comment những cái thủ thuật mà các bạn muốn, hoặc là các bạn chưa hiểu thì mình để ra những video tiếp theo nói về cái vấn đề đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.